Cô ơi, mình không đi lên đây không? Dạ dạ không ạ. Công ty không cho vô. Dạ dạ, không có đâu cô. Tới đây thôi à. Dạ. Để biết chập sớm, đứng ở chỗ đây. Thì cô xuống bên dưới cô. Người ta đến từ lúc rất sớm, người ta xếp ở đây nè. Cô xuống bên dưới cô ạ. Mấy cô xuống phía dưới đi. Dạ. Bây giờ mấy cô thông cảm, mấy cô xếp ở phía dưới giùm con với. Đó, người ta họ chưa tới trước, họ tới trước. Như này rồi. Dạ. Cô đi mỏi chân cô đi cho nó thông máu. Dạ dạ, cô thông cảm, cô thông cảm. Bây giờ thì không trả lời nữa. Dạ dạ. Bây giờ ai cũng đi như vậy rất là tủ lắm cô. Thế là giờ ở đây nữa con. Dạ, cô xuống hàng xếp giùm con nhé. Rồi, con cảm ơn mấy cô. Cô ơi, mấy cô thông cảm, đi xuống phía dưới đừng lên đấy cô nhá. Mình đi lại này là mất trật tự lắm ạ. Mọi người dồn lên rất sớm rồi. Chứ hôm nay là ngồi trên đây cao dữ ta. Vì chỗ này thầy đứng, rồi chỗ kia thầy không đứng. Mọi người chơi khách hàng hôm nay là lên tới trên này luôn rồi. Trời ơi. Chỗ nào có ghế thì họ ngồi. Xem người ta xếp ghế trước rồi anh. Sáng em không biết người ta xếp ghế dây trước rồi nè. Bây giờ mình thu hồi ghế là sau này thôi. Bây giờ thu hồi ghế. Cảm ơn mọi người đã follow cho em nhé. Cảm ơn cô. Dạ, thầy đi giờ chưa? Đi đồ nha. Người khác tới á. Chưa cô ạ? Kêu bác tài xế ra luôn, đánh xe ra khỏi chỗ đấy cho con luôn. Kêu bác tài xế. Không có mì xào, hết mì xào. Em đưa cái đi nào. Cảm ơn mọi người tặng quà cho em nha. Cô ơi, mình không được lên phía này đâu cô. Mình hạn chế, bây giờ mình đứng phía dưới đi. Cô cứ đi lại như này là nhìn những hình ảnh xấu lắm. Dạ dạ. Hôm nay đông lắm chị, hôm nay từ hôm qua người ta không gặp được thầy á, người ta ở lại gặp được thầy á. Hôm nay tồn đốc rất là đông, cũng mong hôm nay là sư sẽ đi phía bên này. Đúng rồi, đúng là hoa thơm thì lan tỏa.
Em thì kệ mấy người cuồn cuộn nói nha, mọi người không có ý thức thì cứ cho họ nói đi. Nhiều người già mà người ta không có ý thức mà, người ta cứ nói luôn này nói kia kệ nhá. Mấy cô gì chú bác mới vô xem live thì thông cảm. Nó đừng đi lên trên nữa. Nghe lời dặn chưa? Của chính phủ để đảm bảo an toàn giao thông chung trên địa bàn, nghiêm cấm việc các thông tin hình ảnh mang tính chất thật gần sai sự thật chưa được kiểm chứng nhằm mục đích câu view câu like để tăng tương tác thu nhập từ các trang mạng xã hội. Hiện nay công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ và bản thân ông Lê Anh Tú đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý việc tự ý sử dụng hình ảnh công ty cá nhân ông Tú khi chưa được cho phép, đề nghị các anh các chị chấp hành pháp luật, thực hiện nội dung đăng lên mạng xã hội có chọn lọc, không hề vi phạm pháp luật, để các cơ quan chức năng xử lý. Rất mong bà con gần xa và các anh chị chấp hành tốt quy định pháp luật. Cô ơi, mình không đi lên đây không? Dạ dạ không ạ. Công ty không cho vô. Dạ dạ, không có đâu cô. Tới đây thôi à? Dạ. Để biết chập sớm, đứng ở chỗ đây. Thì cô xuống bên dưới cô. Người ta đến từ lúc rất sớm, người ta xếp ở đây nè. Cô xuống bên dưới cô ạ. Mấy cô xuống phía dưới đi. Dạ. Bây giờ mấy cô thông cảm, mấy cô xếp ở phía dưới giùm con với. Đó, người ta họ chưa tới trước, họ tới trước. Như này rồi. Dạ. Cô đi mỏi chân cô đi cho nó thông máu. Dạ dạ, cô thông cảm, cô thông cảm. Bây giờ thì không trả lời nữa. Dạ dạ. Bây giờ ai cũng đi như vậy rất là tủ lắm cô. Thế là giờ ở đây nữa con. Dạ, cô xuống hàng xếp giùm con nhé. Rồi, con cảm ơn mấy cô. Cô ơi, mấy cô thông cảm, đi xuống phía dưới đừng lên đấy cô nhá. Mình đi lại này là mất trật tự lắm ạ. Mọi người dồn lên rất sớm rồi. Chứ hôm nay là ngồi trên đây cao dữ ta. Vì chỗ này thầy đứng rồi, chỗ kia thầy không đứng. Mọi người chơi khách hàng hôm nay là lên tới trên này luôn rồi. Trời ơi. Chỗ nào có ghế thì họ ngồi. Xem người ta xếp ghế trước rồi anh. Sáng em không biết người ta xếp ghế dây trước rồi nè. Bây giờ mình thu hồi ghế là sau này thôi. Bây giờ thu hồi ghế. Cảm ơn mọi người đã follow cho em nhé. Cảm ơn cô. Thầy đi giờ chưa?
Rồi nơi khác tới á.